cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món vô cùng đơn giản. Món này vừa phù hợp với những bạn ăn kiêng, vừa tốt cho sức khỏe, lại vừa dễ nấu nữa nha mọi người. Nhưng mà Dâu xin phép được giấu tên ha, để mọi người tò mò một tí xíu. Bây giờ Dâu sẽ giới thiệu nguyên liệu với mọi người nha. Nguyên liệu thứ nhất là gừng và chanh, một chén đường, đậu nành nha mọi người, 3 lá gelatin. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha mọi người. Trước tiên là mình sẽ xay đậu nành nha mọi người. Mình sẽ xay một lạng đậu nành với 500ml nước. Đậu nành sau khi vắt xong thì mình bắt lên bếp và đun sôi nha mọi người. Thật ra đối với những bạn mà hơi làm biếng một xíu á, thì mình có thể mua một bình 1 lít đậu nành ở bên ngoài làm sẵn về, người ta nấu sẵn về, người ta đông sẵn đó mọi người, về nấu cũng được. Còn mình thì cũng xiên xiên một xíu cho nên mình làm bằng từ hạt đậu nành cho nó tốt cho sức khỏe ha, không có chất bảo quản bên trong đó. Bạn nào mà mua được lá dứa thì mình bỏ lá dứa vào mình nấu chung cho nó thơm ha. Còn này này mình không có mua được lá dứa cho nên mình sẽ bỏ một ống vani và nó sẽ thơm hơn. Bây giờ mình sẽ đi ngâm lá gelatin nha mọi người. Mình sẽ ngâm 3 lá vào trong một ít nước. Mọi người ngâm khoảng 1 phút cho gelatin nó mềm mềm lên một xíu, rồi mình vắt ráo, bỏ vào nồi sữa đậu nành. Mình quậy cho đến khi nào gelatin nó tan hết trong sữa đậu nành nha mọi người. Mình sẽ đổ sữa đậu nành ra tô nha mọi người. Sau đó mình sẽ đem bỏ cái tô này vào tủ lạnh từ 4 đến 6 tiếng cho nó đông lại. Bây giờ mình sẽ đi nấu nước đường nha mọi người. Mình sẽ đổ hết chén đường hồi nãy vào, nặng một ít chanh, cho khoảng 1 ly nước, thêm một vài lát gừng cho nó thơm nha mọi người. Mình nấu tới đây thì chắc là mọi người đã đoán được mình nấu món gì rồi đúng không? Chính xác luôn, đúng là trong suy nghĩ của các bạn đó. Món này rất đơn giản phải không mọi người? Chúc mừng bạn nào đã đoán trúng nha, bạn đó chắc chắn là rất thông minh và xinh đẹp luôn á. Do hôm qua mình làm vào buổi tối cho nên sáng nay tàu phớ của mình đã đông rồi nha mọi người. Ngủ qua một đêm thẳng giấc thì sáng nay có đồ ăn rồi. Bây giờ mình sẽ múc ra và trang trí nha. Ta-da, chiến tàu phớ của mình đã hoàn thành rồi đây mọi người ơi. Nhìn món này nhớ tới ngày xưa ghê, người ta không có ăn nước cốt dừa nha mọi người, người ta chỉ ăn đậu hũ với nước đường thôi. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho mọi người xem coi có giống đậu hũ như bình thường không ha. Không khác gì luôn mọi người, ăn rất là ngon nha. Nhưng mà món này chỉ có duy nhất một nhược điểm thôi là không thể ăn nóng được. Nếu mà mọi người ăn nóng thì mọi người phải làm đậu hũ truyền thống. Còn món này á, mọi người phải ăn chung với topping nè, ăn với nước cốt dừa, nước đường rồi mấy cái trân châu rồi á, thì nó sẽ ngon hơn, giống như món đậu hũ lạnh ở bên ngoài người ta bán á mọi người. Chúc mọi người thành công với món này nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của Dâu. Nếu mọi người thấy thích cái video này đừng quên like, share, subscribe ủng hộ kênh YouTube của Dâu nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo nhé.